Chào bác Huấn. Chào bà. Chào bác trưởng thôn ạ. Chào bà. Bác ạ. Ông. Chào bác Huấn. Chào bác trưởng thôn. Chào các bác. Bác Huấn này, bác lo cho làng Kình mình giàu lên bác nhá. Vâng. Cảm ơn bà con đã tín nhiệm bầu cho tôi. Cứ ai làm cho nhân dân sung sướng là chúng tôi bầu tuốt. Bà con cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng để dân làng Kình mình ngang bằng với các làng quê khác. Thôi, tôi đi các bà con nhé. Chào bác. Này, làng mình giờ như Tây ông ạ. Bầu cử cũng đi vận động hẳn hoi. Thêm mới tài. Phải nói cái ông Khuếnh này cũng tài thật. Thánh họ mua à? Hả? Xin lỗi ba quát nhá. Thằng khoái hả? Mày lại say rồi phải không? Say đâu mà say. Mọi khi hôm nào cũng chào buổi sáng cả, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không bác ạ. Chưa được tượng nào say đâu mà. Mày cũng liệu mà sống. Cứ rượu chè bé bét thế này rồi đời đến khổ đấy con. Thôn thì là cái chết thì mà nhọc thế. Chú à, anh lại say rồi đấy hả? Dạ. Các cái của nợ gì về đấy? À, cháu làm một ít về để mừng chú ạ. Uống cho nó mát đấy chú ạ. Vi sinh nguyên chất đấy. Ôi giời, bảy vẽ. Cái thứ này uống vào chỉ nặng bụng, lại thêm đái đường nữa, ích gì. Tính hoa của lúa gạo đây này. À, thế cái việc tôi bảo anh thế nào? Cháu bảo rồi nhưng mà anh Quýt cũng bảo anh đang dở việc. Ăn uống gì chưa? Chưa. Lên đây rót rượu cho các chú nhanh. Vâng. Chắc là có con trâu con bò lạc nào đây. Thằng Quýt này ngày càng làm ăn ghê gớm. Làng Kình này nhất nhì là nó. Anh hùng thì phải tàn chiến cuộc mới biết. Thôi không đợi nữa, làm một hiệp cho nó khí thế. Tôi vẫn còn không mượn nhà anh. Chén này mừng bác Khuếnh trúng trưởng thôn, chúc mừng làng Kình đã có minh chủ. Uống đi. Thôn mới chủ gì, nhiều việc quá đấy. Nói thật, cái sự chú Bài vừa chúc nó qua rồi, việc gì đã xong thì phải dứt, để ta còn tính tiếp việc khác. Đúng quá, thế cho nó đỡ lằng nhằng mất thì giờ chú ạ. Đã đành là như vậy, nhưng mọi việc nó phải dành phải rẽ. Một chuyện tày đỉnh như thế sao lại mất thì giờ được. Chú Bài nói chí phải, tôi hiểu ý mà. Chú yên tâm đi. Tôi rất cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong đợt bầu cử vừa qua. Bác nói thế em ngượng chết. Em thì làm được gì mà ơn với Huệ. Nói thật nhá, tôi với chú ở cái làng Kình này còn lạ gì nhau nữa. Hôm nay tôi tổ chức bữa cơm này cũng chính là để lo cái việc mà chú mắc mớ đấy. Kìa bác, em mắc mớ gì đâu ạ. Không phải là chỉ mình chú, tất cả những người ủng hộ tôi, thậm chí cả cái làng Kình này, tôi cũng đã chủ liệu đâu vào đấy cả rồi. Rồi chú sẽ thấy, tất cả sẽ thay đổi. Hàng về đây rồi. Em xin chào các bác ạ. Em xin lỗi vì sự chậm trễ này. Đây. Giống gì này? Tiết tim tươi, lòng bò nóng hôi hổi đấy. Em mang sang để mừng bác Khuấy ấy. Tốt thôi, thì cứ miễn là không phải tứ hàng từ đêm hôm qua thì ngon phải biết.
Vâng, đúng rồi, gớm có gọi là khoái phải biết. Em xin nhá. Xong rồi đấy. Mày kéo cái đầu lên. Đúng thế nào? Rồi tao sẽ đãi một bữa bia cỏ ở quán con lư ở nó anh nhá. Gớm đi quá là khoái phải biết. Này, tao lấy búa đánh trống vào lưỡi mày nhá. Thánh họ nhà mày. Tao cho chúng mày uống gọi là tè ra quần thì thôi. Nhanh nhanh lên, tao vào chợ kiếm cái gì tươi tươi. Đây, sắp xong rồi đây. Được. Nhanh nhanh lên. Trời ơi, sắp rồi đâu, không hết cái gì nữa. Các bà ơi, ở kia người ta đang làm gì ấy nhỉ? À, người ta làm chốt bảo vệ thôn đấy mà. Này, lệnh của ông trưởng thôn mới phạm khuếch đấy. Ông ấy muốn lập lại trật tự chợ đông. Trời cho lộc, nên làng Kình mới có chợ đông đấy các bà. Đáng yên đang lành, ngăn sông cấm chợ. Các bà ơi, ở đây tai vách mạch rừng, cẩn thận kẻo rồi vạ miệng với nó đấy. Không đùa được với chú cháu nhà ấy đâu. Tôi sợ gì thằng mõ chợ ấy. Bà bảo ai là mõ đấy? Hả? Để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Dây với thằng này á, thích mõ sẽ được mõ. Thánh họ. Chợ búa gì mà lại ngồi trình hình cả ra hết thế này à? Hả? Hả? Ngồi đây thì sao? Không được ngồi như thế này nhá. Không được gì nữa nhà anh. Tôi nộp tiền chỗ ngồi rồi. Nộp thuế rồi cũng không được ngồi như thế này nhá. Bà có dẹp đấy không thì bảo. À, mày là cái thá gì mà làm ỏm tỏi lên thế? Tao không dẹp thì sao nào? Là cái thá gì á? Bà nhìn đây này, đã thế tôi tịch thu hết. Này, giả cái chiếu đấy. Làm gì thế, định ăn cướp chiếu của người ta? Cậu quái, sao cậu làm vậy? Tôi xếp chỗ cho chị này mà. Thu lệ phí chợ là việc của ông, còn xếp chỗ như thế nào là việc của tôi. Ông hiểu không? Sao lại thế được? Quy định mới, cần thì về thôn mà hỏi. Hôm nay tôi cho qua, từ mai thì cứ liệu liệu. Vào đấy. Đi mày ơi. Máu lắm đấy. Vẫn máu lắm ấy. Ngủ với cái thăm thằng rồi. Nhìn sứ chứ mày chứ này. Thôi anh khoái. Mày mày để tao. Đấy, anh nhìn em. Miếng trầu ạ. Hôm nay là ngày ông Quế Ngọc Ngũ Báo không? Ông mới được lên chức trưởng thôn. Vâng, lên trưởng thôn đây bà. Bác Quế ơi, bác cứ đi làm lễ đi. Vinh dự cho cái họ tộc nhà ta, chứ không phải đùa đâu. Đừng tranh, đừng tranh, đừng tranh. Tôi có hết. Chú ơi, Tịnh không thấy bác Quát đâu cả. Mày chạy ù ra ủy ban xem sao. Không chừng bác cái bận họp cũng nên. Vâng. Ông giờ này mà tại sao cái ông trưởng họ vẫn chưa về? Chưa thắp hương ông ạ. Anh Khuếch, anh đã có lời với ông ta chưa? Có, tôi xin phép đàng hoàng rồi. Hôm nay ông là chủ sự, ông vào thắp hương trước đi, để bác Bát chiều về thắp hương sau cũng được. Đúng đấy, cứ thắp hương trước đi, sắp đến giờ ngọ rồi. Tiểu Sách, không thắp nhỡ bác bạn đi vắng thì sao? Đấy là nguyên tắc. Dạ vâng, để xin phép các cụ ạ. Ông trẻ, giúp tôi một tay. Chị. Lan ơi, xin cụ một tay. Đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt à? Này, ông bảo ai là không có mắt đấy? Thánh họ. Tao bảo mày đấy, thằng mõ chợ. Này, ông vừa phải đấy nhá. Đã phóng xe ầm ầm suýt đâm vào người ta lại còn giả mồm. Ai chả biết, cả làng mỗi mình ông có xem. Sao? Mày dám lên mặt với tao hả, thằng mõ chợ? Hay là mày ủy vào ông chú trưởng thôn của mày? Hả? Này ông bỏ ra không tôi đích nể nữa đâu nhá. Không nể thì mày làm gì tao? Thì... Rác rưởi. Thánh họ thằng mọt gỗ, rồi sẽ có ngày bố cho mày thành đóm. Thánh họ nhà mày. Chị Dinh, bác Bát đâu? Tôi lên huyện từ sáng, làm sao mà biết được? Thánh họ, đã thì bố đích tìm nữa. Đó, 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 đó.
À, mời các cụ bà gần đây ạ. Tự một chút đi. Tôi chỉ sắp mấy mâm cơm nhạt. Trước là để kính báo bái lệ tổ tiên, sau là để mời anh em họ hàng. Đúng quá, đúng quá. Đúng phải thắp hương kính báo tổ tiên để các cụ mừng. Vâng. Trưởng thôn, chứ có phải bỡn đâu. Lâu lắm rồi, họ Phạm nhà mình vẫn bị lép. Nhân dịp này, ông bát phải khao cả họ mới phải. Thôi thôi, đúng, đúng quá. Thôi nào, thôi nào, thôi nào. Mọi người trật tự, để cho anh Khuấy có làm lễ. Vâng, vâng. Tôi thành thực, cũng chẳng thiết tha gì với chức tước. Hiềm vì mọi người tín nhiệm, nên cũng muốn mang một chút sức lực, họa may có làm được điều gì cho họ hàng làng nước. Phải đấy, bác Khuấy nói đúng đấy ạ. À. Được rồi, mọi người trật tự cái đi nào. Anh Khuấy, tiếp tục đi. Bác trưởng họ bận bịu, tôi xin được mạn phép ạ. Bác Khuấy, cứ gióng lên một hồi trống cho có khí thế. Ấy không được, không được, làm thế là trái với di lệ. Chỉ có dỗ tổ hay nhập phà thì mới làm thế được. Chú ạ, cháu tìm hết các xó rồi, không biết bác Y Bậu ở chỗ nào. Có nhiều khả năng là trốn rồi. Tôi đây. Hà cớ gì mà phải trốn? Ăn nói thì hàm hồ, bố láo chi khơn, không được cái tích sự gì cả. Thôi, đi làm việc gì thì đi đi. Xin lỗi bác trưởng, đợi bác lâu quá, tôi đành phải thay mặt bác để thắp hương ạ. Chú Khuấy, chú ra ngoài, tôi nói chuyện với chú vài câu. Tôi đã nói thế nào mà chú vẫn bày đặt cỗ bàn cúng bái? Tôi biết bác không ủng hộ tôi, nhưng chẳng lẽ việc thắp hương cúng bái tổ tiên tôi không được phép hay sao? Lòng thành với tiên tổ thì một đứa trẻ con cũng vào nhà thờ được. Vậy tại sao bác ngăn cản tôi? Nhưng chú làm như thế này, ngay cả người trong họ cũng không phục, huống hồ là làng nước. Họ sẽ cười vào mũi chúng ta là họ nhà mình ham hố quyền chức hay sao? Thiên hạ thì tôi không thèm dỗi hơi đếm xỉa. Còn họ hàng, bác cứ đếm xem có bao nhiêu người họ Phạm trong đó. Ai ở trong đó tôi biết. Chú Khuấy này, chú dừng ngay lại những việc kiểu này đi. Không hay ho gì đâu. Tôi biết, bác cày cú vì tôi trúng trưởng thôn. Chú nhầm rồi. Nhầm à? Bác nhìn xem, tối ngần này tuổi mà bác bảo tôi nhầm à? Cái chức trưởng thôn của chú chẳng có nghĩa gì với tôi đâu. Bác nói không thật lòng. Cả tôi và chú đều đã từng làm cán bộ xã. Nếu vẫn hàm hố, tôi vẫn còn đủ sức để làm. Này, ông trưởng họ, tôi nói cho ông biết, tôi sẽ làm những gì tôi muốn, tôi thích. Ông không kỳ đà cản mũi tôi được đâu. Nhưng hôm nay tôi cản được. Không ai được phép làm kinh động nhà thờ họ Phạm. Được thôi, tôi nhường ông keo này. Đằng nào cũng là lộc, mang về nhà tôi đánh chén càng tiện. Sau này đừng có trách Phạm Khuấy này là chia rẽ họ hàng ấy nhé. Tươm chán. Ui, rất cá mình. Tưởng ai? Rồi đi thu thuế đêm hôm này à ông Cổn? Tươm quá nhỉ, thịt cầy cả đấy. Chú Khuấy đãi ăn cố không hết cho nên tôi mang về. Mà này, có việc gì mà ông mò đến cái lều chợ của tôi đêm hôm như thế này à? Ông Khoái này, tôi có chuyện muốn nói với ông. Nói đi, tôi sắp có việc phải đi rồi. Chuyện hôm trước tôi mong chú thông cảm cho tôi. Ông biết thế là tốt đấy. Chú Khuấy tôi đang không muốn đám lính xã vào chợ đông. Đó là chợ của làng.
Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy thì cứ thế mà làm, đừng có lấn vào công việc của chúng tôi, nhớ. Thông rồi thì uống tôi ngụm, uống cho vui, uống đi. Chú Bài, có chuyện gì mà bác sang em thế này ạ? Không có ai ở nhà chứ? Vâng, em cho hai mẹ con đó đi xem hài kịch ở thôn bên, đến khuya mới về. Ở cái làng kình này ấy, thiếu gì chuyện bi hài, việc gì phải đi đâu mà xem. Mà bác ôm sổ sách gì mà nhiều thế kia? Bác uống rượu hay trà để em lo? Ê, thôi, trà trà nước gì hết, chú ngồi lại đây đi. Có chuyện gì thế bác? Bác vẽ cái gì mà lằng nhằng thế này? Tôi đã giả soát hết lượt số ruộng được cấp của các hộ và nhân khẩu trong làng. Tưởng gì, đất cát đã có sơ đồ thống kê rồi, sao bác phải nhọc công thế? Thế mà tôi tưởng chú hiểu cơ chứ. Thống kê không ấy thì tôi đếch gì làm cho nó phí sức. Thôi, chịu khó đọc công trình của tôi đi đã. Phòng tính toán của bác đấy. Đúng là dù sao ấy, tôi cũng là người chủ trương thôi. Còn cái khâu thực hiện tất cả là nhờ chú đấy. Nhưng em sợ bà con người ta không tin em thôi. Chú lại lo đến cái phốt tham ô của cái dạo làm kế toán chứ gì. Dạo đó em ngu mới bị cái đám ủy ban nó làm thịt như thế. Mà bác bảo tham ô cái cục cứt gì, mấy cái tấn tóc bọ, họ thì chả làm sao, em thì dơ đâu chịu bác. Thì tôi thấy người ta nói ra nói vào nên cũng buột miệng nói ra, chứ có ý gì đâu. Bác Khuếnh này, theo bác liệu cái kế hoạch này có trôi được không? Vấn đề là ở dân, có lợi là dân làng kình theo ngay. Mỗi nhà được chia một số tiền, còn lại cho quỹ làm đường và xây miếu, ai mà chả thích. Đấy là dân làng, còn các quan xã? Xã thì mình phải bán cách, nhưng trước hết phải đưa họ vào thế đã rồi. Đúng thế, phải nắm được chuôi. Nhưng bác cũng đừng có chủ quan quá, không dễ đâu. Phải có bài có vở cẩn thận. Có gì chú cứ nói thẳng ra đi, lấp la lấp lửng mãi. Ta phải núp bóng một việc khác. Núp bóng cái gì? Bác phải tìm ra những bất hợp lý về ruộng đất trước đây. Bất hợp lý à? Ta cứ lấy cớ lo điều chỉnh lại ruộng đất cho các gia đình chính sách. Hay quá, hay chú đúng là khổng minh tại thế. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại, thu gom lập quỹ đất làng. Như thế sẽ có vấn đề lớn về tài chính. Em chỉ có thể làm mưu sĩ, làm cái loa truyền thanh thôi, còn chuyện tiền nong em không thể công khai được, chỉ có thể ở hậu trường. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Tiền tỷ đấy, không thể lơ tơ mơ được đâu. Chú tìm một người nhanh nhẹn, có chuyên môn giúp tôi. Bác biết cô Đương, con ông Đường, đã học trung cấp kế toán không? Con bé mà hồi chú làm kế toán, nó trả phụ cho chú là gì? Nhưng giờ, nó lấy chồng thiên hạ từ đời tam hoánh rồi cơ mà. Trời giúp bác đấy bác Khuếnh ạ. Nó mới bỏ chồng xong, ôm con về nhà rồi, đang xin việc trên xã. Được con bé thì tốt quá. Chú nhanh chân lên, kẻo tuột mất đấy. Có nó mà làm thủ quỹ thì còn gì bằng. Bác yên tâm đi, cầu được ước thấy. Chỉ có điều cái khoản đãi ngộ
Sau này bác phải thông thoáng một chút. Gái có công thì chồng chẳng phụ. Cả chú nữa, tôi không để chú thiệt đâu. Em xin đa tạ tấm lòng của bác. Chú phải lưu ý, lo cho tôi dứt điểm việc này đi. Bộn việc lắm đấy. Còn làm đường, rồi xây miếu, thế nào ta cũng phải xây lại bằng được cái miếu làng. Em nói thật nhé, bác đừng quá chiều chuộng cái thằng Khoái. Cái thằng Chí Phèo đó, không chừng làm đổ sự nghiệp của bác như bớn. Ai người ta cũng kêu nó. Chú thì có chữ có nghĩa, nó thì có sức vóc. Nhưng xét cho cùng, sức mạnh và sự liều lĩnh của đám thằng Khoái cũng cần thiết không kém gì cái đầu của chú đâu. Bác nói thế thì em hết cách rồi. Chắc nó lại hỗn láo gì với chú phải không? Thôi được, để lúc nào tôi bảo với nó. Nào, cạn chén đi. Ê, gớm, chợ búa gì mà lâu thế, đợi mướt cả mồ hôi. Tôi gan hệ gì đến nhà anh mà chờ với chả đợi. Rõ vẫn chứng nào tật đấy. Ê, về nhà đi, tôi có câu chuyện. Chuyện gì? Mà này, tôi không có ỡ mở với nhà anh đâu nhé, đừng có mơ. Vơ vẩn, chuyện hệ trọng, tôi không đùa đâu. Thế mới phải ban ở nhà. Rào rào lên đây. Tôi sợ giống như cái đất năm trước của anh, rồi thì không có đất mà chui. Ngày ấy cô có phải chịu tội vạ gì đâu. Anh cũng chẳng ra cái giống gì. Dây với anh, tôi đã muối mặt không sống nổi cái làng này, nên phải bỏ đi lấy chồng thiên hạ. Vậy mà cũng có yên đâu. Ổn cả rồi, trước khác, bây giờ khác. Giặt ếch ngồi đáy giếng. Thế khác là khác thế nào? Cô nhầm rồi, cơ chế tôn nó thoáng, không như cấp xã. Bây giờ nó thông thoáng, không kẹt kẹt như ngày trước đâu. Ui, thôn thì lấy đâu ra kinh phí hoạt động mà cần tới kế toán với trả thủ quỹ. Có những điều chưa thể nói được, nhưng tôi đảm bảo có điều kiện làm việc hơn trên xã nhiều. Ngày trước thì đã đành, tôi còn trẻ thì không nói làm gì. Bây giờ anh thấy đấy, chồng thì bỏ, con thì côi, ruộng nương thì không có. Thôi, kể lể mãi làm gì, biết rồi. Tôi đã phải quay về cái làng Kình này, vì không còn đất sống nữa. Tôi hiểu mà. Nói thật là tôi rất thương cô, cho nên mới thuyết phục lão Khuếnh dành cho cô cái chân ấy. Nói thật nhá, có nhiều cái hay lắm. Lão Khuếnh tuy tinh tướng, nhưng lại gà mờ về nghiệp vụ tài chính. Cô hiểu không? Nhưng phải chắc chắn đấy nhá. Sao lại không chắc? Lão Khuếnh lại chả mang võng rước em ấy chứ. Anh nói thật đấy. Anh làm cái gì đấy? Thú thật, em bây giờ còn đẹp hơn cả ngày trước. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không quên được em. Đồ dê già, bây giờ tôi không dại như lần trước nữa đâu. Đại thể công việc chỉ có thế. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, là làm đâu biết đấy. Dạ thưa chú, bây giờ có khác gì cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Cùng đường lắm, cháu mới phải về làng Kình này. Làm việc với tôi không như làm việc với những người khác. Tôi coi trọng việc lớn, chứ không tẹp nhẹp chuyện nhỏ. Dạ cháu biết, chú là người đại lượng ạ. Cô nhập lại hộ khẩu đi, tôi sẽ bổ sung đất cho cô ngay lập tức. Cháu đợi ơn chú ạ. Làm được gì cháu sẽ hết sức cố gắng ạ. Thế là tạm ổn. Tôi đã lo xong cơ cấu thôn. Chú Bài biết chút ít về chữ nghĩa, chú lo cho tôi khâu tuyên truyền. Còn cô Đương lo khâu kinh tế. Bác quyết thế, chúng em xin vâng. Lẽ ra
phải có cả phó thôn nữa. Nhưng thôi, việc này không quan trọng. Với quy định hành chính, có thể du di được. Tôi sẽ báo cáo ngay để xã duyệt chính thức. Tôi nói lại, ai vào việc đấy ngay từ bây giờ? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Bác Khuấy ơi, cháu nhờ bác tí việc ạ. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, lão cần người lắm. Nhưng tôi cứ thấy sợ sợ. Sợ đấy chị. Không hiểu sao, tôi cứ thấy sợ lão Khuấy thế nào ấy. Này, mà ban nãy tôi có cảm giác như ở đây có... Có gì? Không. Có thói quen này từ bao giờ thế? Cái giống đàn bà ngồi lê đôi mách, chẳng còn biết trời cao đất dày là gì hết. Sống với cô chả khác gì rời đẩy. Tôi không biết gì thật, nhưng tất cả những việc ông làm chỉ mình con này chịu thôi. Việc gì? Việc gì à? Việc mất chức, bồi thường cả mấy tấn thóc năm nào, ông quên rồi sao? Cô vừa thôi. Vợ con gì mà bới bới móc móc. Đi ra ngoài cho tôi làm việc. Này này này, tôi nói cho mà biết nhá. Ông làm gì thì làm, không được động đến ruộng đất của con này đâu đấy. Không có đổi trác co giãn gì hết. Cô im đi. Vợ ơi là vợ, con ơi là con. Dạ, ông trẻ cho chén nước. Này, tôi thì thiết chỉ đất với trà cát, nhưng mà nói phải ấy, bà vãi chúng nghe. Đất làng Kình mình chia chắc từ đời Tám Hoánh, vô lý đùng đùng, chia lại là phải. Công bằng thì bọn trẻ nó mới phục. Tại sao lại chia lại? Tôi nghe ông Bảy nói, chỉ điều chỉnh lại một chút thôi mà. Đúng vậy, chỉ điều chỉnh lại một chút ít thôi. Chút ít là thế nào? Làng mình ngày xưa chia đều các đồng, nên ruộng thừa mới manh mún. Giờ hoán đổi lại giữa các hộ với nhau, ruộng tốt ý thì ưu tiên chia cho các hộ chính sách. Thế thì phiền lắm đấy. Nghe thì như thế thôi, chứ xưa nay các hộ vẫn tự hoán đổi cho nhau, có gì phiền đâu. Này, thấy bảo ông Khuấy định làm đường bê tông bao cả các ngõ xóm, còn định xây cả miếu thành hoàng. Tiền ở đâu ra? Đúng, tiền đâu ra? Phải có tiền thì mới dám bàn làm chứ. Tiền ở mình chứ tiền ở đâu ra? Tôi vẫn không hiểu. Rồi hiểu ngay mà. Thôn sẽ chỉ đạo bàn xuống từng xóm, từng hộ dân. Alo, alo, alo. Đây là bản tin trưa của Đài Truyền thanh Làng Kình. Chương trình gồm có hai phần. Một là điểm tình hình sản xuất của thôn. Hai là chương trình điều chỉnh lại ruộng đất. Chào ông ạ. Chú, nếu điều chỉnh như vậy thì nhà tôi thiệt thòi quá. Đúng đấy, xin bác xem xét lại cho nhà cháu. Con cháu họ Phạm mà không chịu thiệt thòi thì liệu người khác có chịu không? Bác Khuấy à, bác xem giúp lại cho em. Chỗ đồng vực đó rất trũng lại quá xa, nhà em lại neo người ạ. Trước mắt thì cứ tạm như vậy đã. Sau này chưa biết chừng khu ấy lại hái ra tiền đấy. Sao? Chưa hiểu à? Nay mai tỉnh mở rộng dự án khu công nghiệp, còn chỗ nào tốt hơn chỗ ấy? Thôi được, tôi hiểu rồi, đồng ý. Nếu không ai có ý kiến gì, ta cho qua việc này. Bây giờ mời ông trẻ Khiên lên phát biểu ạ. Tôi cả mừng vì những toan tính của anh Khuấy cho họ Mạc, cho làng Kình. Anh Khuấy cứ mạnh dạn nói đi, tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Con cháu họ Phạm ủng hộ anh. Tôi xin nhắc lại, ở đây toàn người thân tín trong họ, nên tôi không hề giấu giếm. Chủ trương điều chỉnh ruộng đất chỉ là cái cớ để chúng ta thực hiện việc đổi thay bộ mặt làng Kình, cải thiện cuộc sống của từng hộ dân. Vào thẳng luôn đi. Vâng ạ.
Tôi cũng đã tham khảo nhiều nơi, hỏi ý kiến nhiều người. Việc này nếu chúng ta đồng tâm nhất trí thì chắc chắn sẽ làm được. Bà cứ nói tuột ra đi. Tôi định nhân đợt điều chỉnh ruộng đất lần này, mỗi hộ dân sẽ co lại ruộng, cắt ra theo nhân khẩu, mỗi khẩu 10 mét vuông đất. Số đất cắt ra đó sẽ dồn vào một khoảnh gần đường liên tỉnh, cộng vào với đất quỹ thôn, ở đó sẽ thành một khu đất lý tưởng đấy. Thế thì hay quá. Trật tự. Được, để nghe đã. Hợm hẵng màn. Khu đất đó được gần 20 hecta, với cả hơn 3.000 hộ dân làng Kình đồng tình. Nhưng dồn để làm gì? Chắc gì đã được hết các hộ. Chứ còn gì nữa. Hộ nào mà không đồng ý, tôi cũng không cần. Nhưng tôi tin rằng tất cả các hộ đều đồng ý, vì không ai muốn thiệt thòi cả. Tách riêng từng hộ, 5-70 mét đất, chỉ là cái thẻo đầu bờ. Nhưng dồn lại thì là cả một đống của đấy. Bác định làm gì miếng đất ấy? Tôi sẽ cho thuê một nửa để lấy cớ đối phó với xã. Nửa còn lại bán đi lấy tiền xây miếu thành hoàng, làm đường bê tông vào các xóm, và chia tiền cho các hộ dân. À, chú ơi, gì đây? Mọi người cứ bàn kỹ đi nhé. Vâng. Anh Đình này, tình hình không đơn giản đâu. Việc điều chỉnh ruộng đất này tôi thấy nó không bình thường. Hôm qua họp cựu chiến binh, tôi cũng thấy bàn về chuyện này. Các anh bàn chuyện gì? Người của ông Khuếnh giải đi khắp xóm này vận động. Nếu là chuyện bình thường, đâu phải như thế. Tôi ngờ rằng ông ta có âm mưu gì đó. Từ ngày ông Khuếnh lên trưởng thôn, làng Kình có nhiều xáo trộn. Tôi cũng thấy nhiều điều xáo trộn. Anh Bát ạ, ta phải làm điều gì đó. Tôi đã báo cáo việc này với xã. Nhưng chết nỗi, những việc ông ta làm, chính quyền không thể can thiệp được. Có những việc nằm trong phạm vi thôn. Khó chính là ở chỗ đấy. Hay ta triệu tập họp chi ủy? Tôi cũng đang định thế. Tôi thật sự lo lắng cho làng Kình. Khuếnh không phải tay vừa đâu. Theo anh, tại sao ông Khuếnh lúc tuổi đã cao lại tự nhiên ham hố việc làng xóm? Tôi cũng màng máng nhưng chưa hẳn. Chẳng nhẽ vì những tham vọng ngày trước chưa được thỏa mãn? Thì ông ta chả làm đến chức chủ nhiệm hợp tác xã đó thôi. Có thể Khuếnh tham vọng hơn nhiều. Từ cái đợt bị kỷ luật mất chức, ông ta bất mãn phá phách mãi. Sau bao nhiêu năm, chẳng nhẽ bây giờ vẫn còn hậm hực sao? Anh phải giúp tôi. Đừng để lão Khuếnh mặc sức muốn làm gì thì làm. Anh yên tâm, làm được gì tôi sẽ cố gắng. Chúng ta không đơn độc. Em đã chuẩn bị mọi văn bản giấy tờ rồi. Bác cứ yên tâm. Tôi vẫn sợ không ổn. Bác làm sao vậy? Miếng ăn đến miệng rồi. Chùn lại là sao? Làng Kình này không thiếu gì những kẻ phá đám. Bác cứ cụ thể xem nào. Bọn thằng Tu chẳng hạn. Nó cậy tiền, mồm miệng văng mạng, chẳng coi ai ra gì cả. Tưởng gì, ai dạy gì mà dây với nó. Chuyện đó bác khỏi lo. Nhưng nó cứ dây với mình thì sao? Thằng Tu có bao giờ để ý đến chuyện làng xóm, trong khi vợ con nó cứ thấy tiền là tít mắt. Nghĩa là vợ con nó đồng ý? Không những đồng ý mà tất cả đều phải ký vào đây. Chú làm đúng như tôi chủ liệu. Có cái này làm bằng, anh em ta coi như chỉ làm theo ý dân. Tình là như vậy, nhưng lý thì không thể biếu vào đó được. Vẫn phải là bác quyết là chính. Tất nhiên. Em hỏi khí không phải. Nếu bây giờ bác sợ, rút lui vẫn kịp. Chú giỏi thật, nhưng cũng chỉ là mưu mẹo giấy tờ. Có những nhẽ đời mà tôi dám quyết là chú không bao giờ hiểu nổi. Bác nói cái gì thế?
Tôi sống ở làng từ nhỏ, có những cái lý mà người được ăn được học, được đi bôn ba xứ người như chú không hiểu là phải. Chỉ có những thằng như tôi bám bít châu quần mặt ruộng từ tấm bé đến chót đời. Quả thật là em không hiểu. Chú cứ sống hết mình với tôi rồi chú sẽ hiểu. Bác nói đi. Có nói bây giờ thì chú cũng không hiểu. Đám du thủ du thực như thằng Tu thì đã đành. Ngại hơn là cánh cán bộ như Tay Chuông, Tay Bát và một số người khác. Đám đó họ muốn cũng không dám. Ta phải đánh du kích. Thế nào là đánh du kích? Nghĩa là bí mật đến cùng, chia nhỏ, phân tán lực lượng đối thủ. Sốt ruột. Cứ rõ năm rõ bảy đi cho người ta nhờ. Với đám chức sắc, một mặt ta nhút nhát tranh thủ. Nếu không được, cứng rắn cương quyết. Trong khi đó thì thăm dò vợ con họ. Vẫn dối như cành hẹ. Ai mắc vào ta xiên luôn. Bút ra gà chết mà. Bác Khuếnh này, muốn có tất cả chữ ký cũng không khó. Có điều ta phải dùng mưu. Tôi tính rồi. Xem ra ở cái làng kình này, chỉ có mình chú là đi guốc được trong bụng tôi. Thôi chuyện đó tính sau. Để tôi ký. Chú trình lên xã ngay. Họ mà đồng ý phương án điều chỉnh này thì ta cũng hòm hòm được việc kia. Thế là ổn rồi. Bây giờ bác còn lo lắng gì nữa không? Tôi nói mình chú biết. Từ hôm trúng trưởng thôn đến bây giờ, không đêm nào là tôi ngủ ngon giấc. Về lý, việc làng kình đề nghị điều chỉnh ruộng đất là hợp lý. Theo anh thế nào là hợp lý? Họ ưu tiên cho các hộ chính sách, trong khi vấn đề ruộng khoán có quá nhiều tồn động bất hợp lý xưa nay. Tôi nghĩ chả riêng gì vùng ta thế đâu. Ngay trong nội bộ xã, tại sao các làng khác không điều chỉnh lại ruộng đất? Anh Thu nói đúng đấy, có quá nhiều bất hợp lý. Nhiều người lấy chồng xa vẫn giữ ruộng đất, trong khi một số người mới nhập khẩu về thì chưa được xét. Thêm nữa, nhiều trẻ em khi mới sinh ra thì quỹ đất đã cạn kiệt. Dạ, chào các anh ạ. Như vậy là tờ trình đề nghị của làng kình, nếu không có lý do gì khác sẽ được xã chấp nhận. Về lý thì như vậy, nhưng chúng ta phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Tôi đã nói rồi, nếu không có lý do gì khác, xã không thể trì hoãn ý nguyện của dân được. Lý do cụ thể thì chưa, nhưng bằng cảm nhận của tôi và những gì ông Khuếnh làm, kể từ ngày nhận chức trưởng thôn thì việc điều chỉnh đất là không bình thường. Anh cứ nói đi. Anh Chuông này, cứ cho rằng anh Bát nhận thấy việc điều chỉnh này là không bình thường, nhưng chúng ta vẫn chưa có căn cứ. Căn cứ là việc nó quá vội vã. Tiếng là bất hợp lý, nhưng công việc này có thể hoàn toàn điều chỉnh từ từ. Các anh xem đây. Nổi cộm là một số hộ trong họ Phạm thân tín với Tay Khuếnh. Họ chấp nhận thua thiệt một cách kỳ lạ. Thêm nữa, Tay Quýt Đồ Tề đang dưng lại tự nguyện co lại diện tích của đầm thầu, mà theo hợp đồng anh ta còn hạn sử dụng đến 5 năm nữa. Đó chưa hẳn là lý do. Các anh phải tin vào sự cảm nhận của tôi. Dứt khoát Tay Quýt có âm mưu gì đó. Vậy nó là cái gì? Nguyên tắc dân chủ, ta không thể vì cảm tính mà tùy tiện bác bỏ được. Nguyện vọng của dân nếu chính đáng, cản trở họ là ta có tội. Sẽ là có tội hơn nếu chúng ta làm việc vội vã, dẫn đến những hậu quả khôn lường sau này. Chúng tôi hiểu tâm trạng bức xúc của anh, nhưng tôi chỉ đề nghị các anh thư cho ít bữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để biết thực chất của vấn đề này. Thực ra tôi cũng rất lo ngại. Anh Phừng ở làng khác đã đành, tôi là dân làng kình. Tôi cảm nhận được lo lắng của anh Bát. Chính tôi cũng đã dụng công tìm hiểu,
Nhưng cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa nhận được một thông tin nào khả dĩ. Nếu chúng ta trì hoãn việc điều chỉnh ruộng đất, tôi e ông Khuếch sẽ lợi dụng việc này để kích động người dân, nếu thực sự ông ta có âm mưu gì đúng như anh Bát nhận định. Vậy các anh quyết định như thế nào? Theo tôi, chúng ta nên chấp nhận. Có lẽ phải như vậy thôi. Các anh đã quyết như thế thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng bảo thông suốt thì tôi không chịu. Chú Văn, ôi dồi, bác khẽ khẽ cái mồm thôi. Tình hình thế nào rồi? Tình hình căng lắm bác ạ. Vào đây, thập tha thậm thụt ngoài ngõ, khác gì lại ông tôi ở bụi này. Bác Khuếch, bác liều thật đấy. Việc này là việc cơ mật, vậy mà bác cứ ai người ta mà trông thấy thì có bỏ mẹ ấy chứ. Em mất chức như chơi. Chuyện trên ủy ban thế nào? Bác này, ông Bát phản đối kịch liệt. Biết ngay mà. Khốn thế không biết. Bác cứ yên tâm. Ông Bát chỉ là ý kiến cấp thôn thôi. Thế còn cấp xã? Em lo cho bác hết rồi. Họ ủng hộ bác cả. Biết rồi, biết rồi. Nói mau đi xem nào. Chủ tịch, bí thư đều chấp nhận. Tuy nhiên họ cũng có lo ngại, nhưng em đã lựa lời giải thích rồi bác ạ. Ui giời, chú làm tôi đứng cả tim. Tóm lại là xong rồi phải không? Nhất định phải xong chứ ạ. Tốt, chú làm rất tốt. Bỏ cái cầm, tôi tin tưởng chú. Dạ, em sẽ thảo quyết định thật nhanh. Mình phải làm gấp, kẻo họ nghĩ lại thì mình ốm đòn bác ạ. Chú có công với làng Kình, tôi đảm bảo là chú không thiệt đâu. Tôi hứa danh dự đấy. Em làm tất cả là vì quý bác thôi. Cái tâm của bác thì cả làng Kình này ai mà chẳng biết. Thôi em xin phép bác, em về. Chú Bài đấy hả? Em đây ạ. Em gửi mua được cao hồng sâm cho bác đây này. Chú này tình như ma. Tôi đã cố tình giấu bệnh tiểu đường, thế mà chú vẫn biết. Cứ nhìn bác ăn kiêng, em biết ngay. Tôi xin cảm ơn chú. Mà vừa rồi thằng Văn lại mè nhau kể công gì với bác phải không? Không, không đời nào nó dám. Nó chỉ thông báo tình hình trên xã thôi. Cái thằng nhãi nhép ấy chẳng qua chỉ là loại đồng đong cân cấn. Bác phải hết sức cẩn thận. Đít gà bằng ba đầu ốc. Bây giờ là mình cứ phải tranh thủ tất tần tật, kể cả vơ bèo gạt tép. Nó thông báo gì với bác? Xong rồi, xong rồi, trời bù trì cho tôi và chú, họ đã chấp nhận rồi. Họa phúc khôn lường, trời cho được thì cũng lấy đi được. Bác không nên vui mừng quá sớm. Hay cái chú này, phui phủi cái mồm tôi đi, đừng có mà đùa dại. Em nói thật đấy. Tôi đã cưỡi lên lưng hổ rồi, có muốn xuống cũng không được nữa đâu. Bác xác định được như vậy là em mừng rồi. Ngày mai ấy, nếu có quyết định, chú cho niêm yết tại trụ sở. Tôi sẽ không núp trong bóng tối nữa, mà sẽ trừa mặt ra. Rồi chú xem. Anh trưởng đấy hả?
Ông Khiên. Vui thú điển viên quá nhỉ. Ông Khiên sang thắp hương nhà thờ họ à? Không, tôi sang chơi với anh. Nhưng mà nhân tiện có câu chuyện. Vâng, mời ông trẻ ngồi. Ông trẻ uống nước đi ạ. Ông sang chắc có việc gì trong họ. Việc họ mà thì không. Nhưng tôi muốn nói với anh trưởng. Cháu nói nếu không phải, xin ông trẻ đừng giận. Nếu là việc họ, chú cháu mình nói chuyện. Còn nếu là việc làng việc xã, cháu xin khiếu. Anh cháu nói thật đấy. Cháu không muốn nghe bất cứ chuyện gì ngoài việc họ. Anh thật là chỉnh cha còn chú. Được, anh nhớ đấy. Tôi không quên chuyện hôm nay đâu. Bây giờ chúng mày nghe tao phân công đây. Phải chia lẻ nhau ra. Mỗi đứa một xóm vào từng nhà. Phân tích cho người ta hiểu. Rõ chưa? Ê, làng mình có loa truyền thanh ý. Sao ông không phát trên loa để cả làng ai cũng nghe được hả? Cái thằng này, mày nói như con khỉ ấy. Phải nói khéo, trả lời thắc mắc của người ta. Người ta mới nghe ra chứ. Thế thì đáng ra tao phải đi với mày. Hay đi với thằng Cương. Chứ đi với thằng Khoái ăn nói bộp chộp, ai người ta tin. Cái thằng Ôn này. Sao? Muộn rồi, nó nói đúng rồi còn gì. Thôi bây giờ mày thích đi vai thì đi. Nhưng mà phải làm nhanh lên, không tốn khuếch về ông cho một trận đi. Thế thì tao đi với mày. Đi đi, hai thằng chúng mày đi thẳng. Nhớ phải đi khắp xóm đấy nhá. Đánh họ đi. Mày về cái tay cao mà. Ôi trời ơi. Đây này, cái gì đấy? Tôi kê vào đi. Đặt cờ lên. Cao cao lên tí. Từ đây được chưa? Ừ. Đây, trời, mắt cái mũi. Khoái ơi. Đây 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 đây. Nhịp 3-4 nhá. 3-4 nhá. Trời luôn. Này này. Mang trống ra để tế bố mày đấy à? Cháu tưởng có văn nghệ à? Cất đi. Sao mày bảo mới ra? Cất đi, cất đi. Bác Khuấy, bác thấy không? Tinh tươm hết rồi đấy ạ. Chú vận động các hộ khí đủ, không sót một hộ nào. Ai thắc mắc gì, chú toàn quyền giải quyết. Vâng. Sau này có đủ chữ ký, nay mai tôi sẽ tương kế tiệu kế. Em hiểu, nhưng bác đừng đi đâu đấy. Tôi không ở đây thì đi đâu? Sao chú nói thế? Ta phải đề phòng bất chắc, không chủ quan được đâu bác ạ. Nếu có thì cũng chỉ thắc mắc vặt thôi. Đám máu mặt thì không đến. Họa chăng chỉ có vợ con họ. Chú cho phát trên loa đi. Dạ vâng. Sổ sách xong hết chưa cô Đương? Dạ xong rồi ạ. Alo, alo. Xin mời toàn thể bà con đại diện các hộ đến trụ sở để đối chiếu lại phương án điều chỉnh dự khoán trước khi phương án chính thức có hiệu lực. Alo, alo. Bà định đi đâu thế? Thì tôi cũng phải đáo qua trụ sở xem thế nào chứ. Không xem xét gì hết. Bà vào đây tôi bảo. Bà phải nói thật cho tôi biết. Ngoài việc điều chỉnh, còn có việc giãn đất của mỗi hộ dân nữa phải không? Ông nói cái gì? Tôi không hiểu. Tôi nghe người ta y xèo về chuyện hộ nhiều khẩu, hộ ít khẩu. Thế nghĩa là thế nào? Tôi không biết thật mà. Hay để tôi ra trụ sở xem sao. Thế cũng được. Nhưng nếu có gì, bà không được tự ý quyết, phải thông qua tôi đã. Sao ông không tự ra đó mà tìm hiểu, có hơn không? Tôi không thể ra đó được. Tại sao nhà tôi trên gì chỉ từng này ruộng? Thắc mắc gì cô Lư nói đi. Nhà tôi mất hẳn một suất là thế nào?
Suất nào? Còn suất nào nữa? Suất của tôi. Tôi đi làm ăn xa công thu hết lệ ruộng. Giờ tôi về hẳn phải trả cho tôi chứ. Nhà cô chỉ được tính một nhân khẩu thôi. Mẹ cô đã vào Nam với anh trai cô. Suất đất của bà cụ chúng tôi tính chuyển giao sang cho cô. Còn thắc mắc gì nữa? Sao lại vô lý thế được? Nhớ mẹ tôi về thì sao? Này, mẹ bé cái mồm tôi. Cái gì xê ra? Cô Lư. Cô Lư. Ra tôi bảo. Tôi hỏi thật nhé, cô có muốn làm ăn ở cái làng Kình này không? Cô đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Chẳng qua tôi ngơi đi cho cô là vì thằng cháu dại của tôi. Thuận rồi thì vào ký đi. À, bà Bát đấy hả? Cháu Khuấy. Nhà mình không phải điều chỉnh gì nhiều lắm đâu. Chỉ cái thửa cánh đồng gò xa quá, tôi đổi về cánh đồng mả cho nó gần, tiện cho nhà bác. Tôi cứ tưởng là... Bác trai là bác ấy cứ ác cảm với tôi nên căng thẳng thế thôi. Chứ thực tình làm gì tôi cũng phải co kéo cho họ hàng nhà mình chứ. Ông Khuếch này, tôi hỏi khí không phải. Tôi nghe người ta nói là... Bác cứ ký vào bản chấp thuận phương án điều chỉnh ruộng đất kia đi đã. Tất nhiên là bác phải đồng ý đổi cái thửa ở cánh đồng gò. Sau này vãn việc, tôi sẽ trao đổi thêm với bác. Tôi chỉ mong hai bác ủng hộ thôi. Mời các anh. Nghe nói đợt vừa rồi đi làm ăn, ông kiếm được khá lắm hả? Tiếng là thế, nhưng có được là bao. Khôn của có. Xem ra về làng lại còn dễ làm ăn hơn ấy. Được đi. Mấy hôm nay sao làng xóm cứ nhộn nhạo cả lên thế các bác nhỉ? Thì chuyện dồn đất ông trưởng thôn đã nói trên loa rồi. Thế các bác không nghe thấy sao? Loa thì ai chẳng nghe, nhưng tại sao lại có chuyện đó mới được chứ? Thì ông trưởng thôn yêu cầu các hộ dồn đất, mỗi hộ dành ra một ít đất để làm quỹ của thôn. Này, gần 20 hecta ở gần tỉnh lộ đấy. Để bán đấy à? Trưởng thôn làm gì có quyền bán đất. Bán có mà đi tù sớm. Nhưng đây là đất của các hộ tự nguyện góp vào, chứ không phải đất của công đâu mà xã quản lý. Không được, đất đai bất kỳ ở đâu đều thuộc nhà nước quản lý. Bây giờ làng xóm cứ như thành phố ấy nhỉ? Chứ lại không à? Lúc em bàn mở cửa hàng, anh lại bảo là không được. Bây giờ thua chưa? Rồi, anh thua rồi. Vào đây đi. Chào anh Bát. Chào hai bác ạ. Mời hai bác vào. Đúng như bác Khuếch dự đoán, bọn họ tốt với nhau thật đấy. Thằng nào vừa vào? Lão Đình với lão Mạ. Có cả thằng Mạ. À, thế thì nguy rồi. Bọn nó họp chi bộ đấy. Bây giờ mày ở đây nhá, tao phải báo cho bác Khuếch biết. Cẩn thận xem có ai không nữa nhá. Ở đây một mình nhá. Chẳng lẽ tao bảo con Dinh cho ở với mày à? Ơ này, mày có điếu thuốc nào không? Này. Anh nghe chuyện này có chắc chắn không? Chính xác. Mỗi khẩu co lại 10 mét vuông. Đúng như vậy. Tôi nghe nhiều người khẳng định việc này họ đã chuẩn bị từ trước. Khi nhận được quyết định điều chỉnh ruộng đất của xã là họ triển khai. Chúng ta chủ quan quá. Chính tay Khuếch nói thẳng với vợ tôi về việc này. Hắn làm công khai. Như vậy có nghĩa là... Gay gò ở chỗ, đa số các hộ dân ủng hộ chủ trương này. Bây giờ các anh tính sao? Chúng ta thành ra người bị động. Có lẽ phải triệu tập họp chi bộ đột xuất để ngăn chặn. Anh làm gì ở đây đấy? Mình định nói với Dinh... Thôi mình cứ nói nữa đâu. Có lẽ ta cố gắng triệu tập cuộc họp ngay trong đêm nay. Vâng. Thảo nào. Chúa.
Xin chào các chiến binh kiêu hãnh. Biết ngay mà. Lại nốc rồi hả? Tin vào mày có ngày biến thành cá ngáp. Đi vào. Ngủ dịch vào. Các anh nghe đây. Vắn tắt là như thế này. Từ hôm nay các anh chính thức là thành viên của đội tự quản Lăng Kinh. Hoan hô. Biết gì mà hoan hô. Nhiệm vụ tôi sẽ quy định cụ thể. Tôi tin tưởng vào sự tận tụy của các anh. Các anh sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Nhưng hôm nay ra mắt thì chúng cháu làm gì ạ? Im đi. Không được nói leo. Tạm thời tôi giao cho anh Co làm đội trưởng. Sao lại thế ạ? Tưởng cháu chứ. Im. Tôi rời đánh. Ngồi xuống. Anh Co là người chững chạc nhất trong số các anh. Lại không phải là người họ Phạm nên tôi dễ ăn nói hơn khi người ta thắc mắc. Bây giờ các anh đi đi. Đêm nay các anh sẽ đi tuần bảo vệ an ninh làng Kình. Ít ra chú cũng phải nói cụ thể xem bọn cháu phải làm gì chứ. Nếu ai làm điều gì khuất tất, các anh có quyền đưa về trụ sở thôn báo cáo tôi xử lý. Rõ chưa? Rõ. Bác trưởng thôn yên tâm. Chúng cháu đi ngay bây giờ đây. Anh em đi. Rồi. Chiến binh gì mày. Thế là xong được một việc. Mai chú ra cho tôi thông báo thành lập đội tự quản. Đấy chỉ là việc nhỏ, không cần bàn. Thế bác tính việc kia như thế nào bây giờ? Thế chú tính như thế nào? Việc tẩy địch như vậy họ biết cũng là chuyện bình thường. Mà cũng tại bác chơi bài ngửa quá sớm đấy. Thế việc thương lượng với doanh nghiệp Sơn Phần đến đâu rồi? Bác biết rồi còn gì nữa. Họ đã đồng ý trên nguyên tắc ủng hộ những điều kiện mà chúng ta đưa ra. Mà theo em được biết, doanh nghiệp này rất có thế lực ở trên tỉnh, nên chúng ta có thể chấp thuận được. Giá cả? Bác làm sao vậy? Chính bác trực tiếp ra giá cơ mà. Giá cả nó có thị trường, có tấm có món. Bác không sợ hố đâu. Việc mua bán coi như là đã cầm đằng chui. Chú phải để mắt đến nhiều hơn đấy. Chính vì đám ấy có thế lực nên ta mới phải cảnh giác. Bác lan man cái chuyện này làm gì nữa. Cần kíp là đối phó với tay bát kia. Nói thật, em cũng thấy hôn hốt rồi đấy. Chú đừng nắn gần tôi nữa. Đối phó à? Không còn con đường nào khác đâu. Chú nói với doanh nghiệp cho tạm ứng tiền đợt một đi. Tiền thì phải đợi ít bữa. Khó lòng họ giao ngay cho mình. Được rồi, tôi với chú sẽ trực tiếp đi gặp tay phần. Có lẽ như thế tốt hơn. Trước mắt ta cứ tiến hành giao đất đã. Ngày mai ta cho họp toàn thôn, công bố dự án làm đường, xây miếu và trưng cầu phương án chia tiền theo nhân khẩu. Chú phải biến hóa thật nhanh cho tôi cái mớ chữ ký của các hộ. Đấy mới là cái phao của chúng ta. Đến nước này thì tôi không sợ bất cứ một ai nữa. Bây giờ thì em hiểu tại sao bác lại quyết định chơi bài ngửa rồi. Thôi, muộn giờ rồi. Tôi với chú ra trụ sở đi. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp nói trên loa. Chúng ta thương lượng xong, đi đúng hướng, thắng lợi là tất nhiên.